Hello anh em, video này thì mình sẽ chia sẻ cho anh em 3 cách đơn giản nhất để anh em giảm được cái sự thua lỗ lớn khi mà đầu tư trong thị trường crypto. Những cách này rất là đơn giản và bản thân mình cũng là người mà bị thua lỗ lớn trong thị trường crypto và bây giờ thì mình đã và đang áp dụng những cách này ha. Cái đầu tiên đó là anh em tuyệt đối không được để phần lớn tài sản crypto của mình ở trên sàn hoặc là trên những cái nền tảng DeFi, những cái nền tảng cho vay, lending. Anh em phải hiểu một điều ha, lý do lớn nhất khiến mọi người thua lỗ trong thị trường này á, không phải là việc tài sản nó giảm giá hay là trading thua, mà phần lớn nó xảy ra từ cái việc mà mọi người để mất cái tài sản của mình. Thì những cái việc gần đây như là FTX nè, Celsius, BlockFi, những cái nền tảng rất lớn bị sụp đổ, mình sẽ không nói sâu, hầu như là mọi người đều biết hết rồi. Mà mình chỉ nói thêm một cái vài lý do mà mọi người thường có thói quen là để crypto trên sàn hoặc là những cái nền tảng DeFi lending. Cái lý do đầu tiên nó nằm ở một cái nhóm những anh em thuộc cái xu hướng là thích trading ngắn hạn ha. Anh em không phải là nhà đầu tư dài hạn thì anh em sẽ không có mua tài sản sau đó thì cất về ví lạnh của mình làm gì cả. Anh em chỉ để tài sản trên sàn và trade ra trade vô trong ngày hoặc là trong tuần thôi. Lý do thứ hai rất là đơn giản, đó là những người mà không biết sử dụng ví lạnh hoặc là chưa biết sử dụng ví lạnh ha. Cái lý do thứ ba phổ biến đó là mọi người thường có cái tư duy đó là mình phải muốn tiền để ra tiền, không muốn tiền nó yên một chỗ. Đây là những cái tư duy mà mọi người rất là thường hay được nghe, được thấy ở trên mạng ha. Do đó mọi người có xu hướng là mình phải mang đi để mà cho vay ăn 7%, 8%. Và cái lý do thứ tư ha, đó là mọi người nhìn cái portfolio của mình nó liên tục giảm trong downtrend. Trong khi đó thì hàng tháng vẫn phải trả tiền nhà, tiền ăn, rất là nhiều chi phí. Do đó là mọi người có xu hướng là phải mang cái số tài sản này mình mang đi gửi tiết kiệm 7-8%, 10% để mà có thêm được một chút thu nhập trong downtrend ha. Đó là lý do mọi người hay mang đi lên những cái nền tảng DeFi hoặc mang đi lending. Thì mình chỉ muốn nhấn mạnh cho anh em một điều là no free lunch, không có bữa trưa nào là miễn phí cả. Việc anh em giao phần lớn tài sản của mình cho một người mà anh em không hề biết đó là ai cả, đổi lấy cái lợi nhuận 7-8% một năm hoặc là 10% một năm, thì như vậy sẽ rất là rủi ro ha. Thì cái cách giải quyết như nào? Nếu như anh em xem những cái video gần đây của mình đó, đã có một cái video mình giới thiệu về cái phương pháp đầu tư theo chỉ số là Typhoon 30 Index. Thì hiện tại ha, cá nhân mình 80% vốn nó sẽ nằm trong cái phương pháp Typhoon 30 Index này, 20% vốn còn lại của mình sẽ nằm ở trong short term như là những cái trade ngắn hạn nè, hay là managed stake, lending, hay là testnet airdrop, và mình sẽ phân bổ từ 1-2% tổng số vốn của mình cho mỗi cái phương pháp nằm trong cái short term trading này ha. Thì hiện tại đó là cái phương pháp của mình, anh em có thể tham khảo. Mình muốn nhấn mạnh với anh em một điều để anh em hiểu là cái 80% vốn này á, nó là cái mà tạo ra cái lợi nhuận thay đổi cuộc sống của mình với ít việc phải làm nhất, ít stress nhất. 20% vốn này á, chủ yếu nó tạo ra để phục vụ cái cảm xúc của mình là chính thôi. Vì gần như là trong thị trường mình rất là khó ngồi yên một chỗ không làm gì cả, đưa hết vốn mình vào trong cái phương pháp trading dài hạn này ha. Đó là lý do mà có thêm 20% vốn này. Nhưng cái 20% vốn này nó không thể tạo ra cái lợi nhuận thay đổi cuộc sống được. Thì như mình nói, anh em tuyệt đối không được để phần lớn tài sản của mình ở trên sàn hoặc là trên những cái nền tảng DeFi lending, mà chỉ nên rủi ro từ 1-2% cho một cái phương pháp trading ngắn hạn của mình thôi. Cái 80% vốn này sau khi mình mua xong á thì mình sẽ rút về ví lạnh ha. Cái cách thứ hai như mình vừa mới nói đó là anh em nên sử dụng ví lạnh nè. Ở cái thời điểm mình quay cái video này thì giá một cái ví lạnh chính hãng từ Ledger hoặc là Trezor chỉ khoảng là 100 đô, hơn 2 triệu thôi. Anh em bỏ ra khoảng hơn 2 triệu để mà lưu trữ một cái lượng lớn tài sản của anh em thì nó rất là đáng giá rồi. Thì một vài lời khuyên cho anh em khi mà sử dụng ví lạnh, đầu tiên thì anh em nên mua trực tiếp từ những cái website chính hãng của nhà sản xuất. Ở trên thế giới hiện tại thì có hai thương hiệu là Ledger hoặc là Trezor, là hai cái thương hiệu mà uy tín và nổi tiếng rồi. Anh em nên tránh mua những cái thương hiệu ít người biết tới chỉ vì là nó rẻ hơn vài trăm ngàn. Cái lưu ý thứ hai thì anh em cũng đừng vì rẻ hơn vài trăm ngàn mà anh em mua qua những cái bên phân phối không chính thức, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Như vậy rất có thể là anh em mua phải là hàng giả, hoặc là những cái hàng mà nó được cài những con chip nó có thể lấy những cái thông tin của anh em, hay là những cái hàng mà đã bị lộ 24 ký tự rồi ha. Cái thứ ba thì anh em tránh mua trên những cái website thương mại điện tử ở Việt Nam như là Tiki, Lazada, Shopee, hay thậm chí những cái trang thương mại điện tử của nước ngoài như là Amazon. Và anh em cũng nên tránh việc là mua lại từ một người khác ha. Anh em nên mua hàng nguyên siêu, chính hãng. Mình đã từng có thời gian bán hàng ở trên những cái trang thương mại điện tử rồi. Và hầu hết ai cũng có thể tạo được một cái shop để bán ở trên Tiki, Lazada, Shopee mà không hề có bất kỳ một cái sự kiểm duyệt hàng hóa hay là kiểm tra nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa cả ha. Rồi cái thứ tư thì nhiều anh em hỏi mình là địa chỉ mua ví lạnh chính hãng tại Việt Nam như thế nào, thì mình đã có viết một cái bài viết. Anh em có thể lên trang là liveviet.com/ví-lạnh ha. Thì anh em có thể lên blog của mình là liveviet.com này và bấm vào cái bài là địa chỉ mua ví lạnh chính hãng tại Việt Nam. Thì ở trên này mình đã có viết một cái bài rất là ngắn gọn. Đầu tiên là mua trực tiếp ví lạnh từ nhà sản xuất ha, từ nhà sản xuất chính thức mình viết nhầm là nhà phân phối, tí là mình sẽ sửa lại. Thì đầu tiên là shop Ledger và shop Trezor, hai cái website anh em có thể bấm vào và trực tiếp mua.
Thứ hai thì anh em có thể mua qua những cái đại lý phân phối chính thức tại Việt Nam. Nó là những, như thật ra ở Việt Nam mình check thì chỉ có hai đại lý phân phối chính thức của Laser hoặc là Trezor thôi, đó là shop BitcoinVN và shop thứ hai là ví tiền Bitcoin. Thì làm sao để check cái này thì anh em vào website chính hãng, đầu tiên là của laser.com này, sau đó có thể kéo xuống dưới cùng và bấm vào phần reseller, anh em chọn khu vực Asia là châu Á này, chọn phần Việt Nam thì như anh em thấy có hai shop, đó là BitcoinVN shop và ví tiền Bitcoin. Và tương tự với hàng Trezor vậy ha, anh em vào trực tiếp trang web chính thức của nó, kéo xuống dưới này, chọn phần reseller. Ở trên này thì nó chưa phân cái khu vực ra, nhưng anh em có thể gõ cái tổ phím là Command F hoặc là Control F và gõ cái từ Việt Nam ha, hiện tại có hai kết quả. Cái đầu tiên cũng là BitcoinVN Shop và cái thứ hai là ví tiền Bitcoin. Thì để tránh anh em gõ trên Google xong rồi vào những cái trang web không chính hãng mua phải hàng fake vậy mất cái tài sản, thì anh em có thể vào trực tiếp cái trang web là livevietnam.com/ví lạnh, mình sẽ để ở bên dưới mô tả video ha, và sẽ ghim ở trong phần bình luận video này. Anh em vào đó và bấm vào những cái website này và mua. Thì hiện tại trên ví tiền Bitcoin mình đã có xin được cho anh em một cái coupon giảm giá 100k độc quyền. Bây giờ mình sẽ thử vào cái shop ví tiền Bitcoin ha, và order thì mình sẽ order một cái Laser Nano S Plus đi, chọn mua này. Qua đây mình copy cái coupon này ha, và mình nhập mã giảm giá vào đây, bấm áp dụng thì mã giảm giá nó được giảm 100k ha. Thì đây là cái mã giảm giá độc quyền mà mình đã deal được với ví tiền Bitcoin dành cho những anh em theo dõi kênh YouTube của mình. Sắp tới nếu như mình xin được những cái mã giảm giá từ Bitcoin VN Shop hoặc là mã giảm giá từ những cái nhà sản xuất chính thức á, thì mình sẽ cập nhật ở trên website cho anh em để mà anh em có thể sử dụng. Và cách số 3 giúp anh em giảm được cái sự thua lỗ lớn khi mà đầu tư crypto, đó là anh em không nên mua, đầu tư và lưu trữ những cái đồng coin, những cái dự án mà không được hỗ trợ trên ví lạnh ha. Thì theo như mình tìm hiểu á, chi phí để một cái dự án được list ở trên ví lạnh là Ledger hoặc là Trezor á, khoảng 100k, 100.000 đô đó. Đây là thông tin không chính thức á, theo như mình tìm hiểu là như vậy thôi. Còn nếu như anh em biết được con số chính thức là bao nhiêu thì anh em có thể comment giúp mình cho mình sửa lại ha. Lúc này mình có thể đặt ra một cái câu hỏi đơn giản, đó là tại sao các dự án có vốn hóa hàng chục triệu đô, hàng trăm triệu đô rồi luôn luôn nói là mình có công nghệ này, công nghệ kia, rồi sứ mệnh, tầm nhìn các kiểu ha, nhưng mà lại không thể bỏ ra 100.000 đô để mà hỗ trợ ví lạnh cho người dùng. Thì rõ ràng đó là họ không quan tâm đến cái sự an toàn cho người dùng dự án của họ ha. Thì đơn giản thôi, nếu như một dự án mà họ không quan tâm đến sự an toàn cho người dùng thì tại sao mà mình phải đầu tư vào những cái dự án đó làm gì. Cách thứ ba đơn giản là anh em không nên đầu tư, không nên lưu trữ những cái đồng coin mà nó được không được hỗ trợ trong ví lạnh. Thì đó là toàn bộ cái nội dung trong video ngắn này, ba cách đơn giản giúp anh em giảm thiểu thua lỗ mà ai cũng có thể làm được khi mà tham gia đầu tư vào thị trường crypto. Đầu tiên là anh em tuyệt đối không nên để phần lớn tài sản của mình ở trên sàn giao dịch hoặc là những cái nền tảng DeFi lending. Cách thứ hai đó là anh em nên sử dụng ví lạnh. Và cách thứ ba, không đầu tư lưu trữ những cái đồng coin mà không được hỗ trợ trên ví lạnh. Và như thường lệ ha, nội dung video của mình không phải là lời khuyên đầu tư. Nếu như anh em thấy video này có giá trị thì có thể ủng hộ bằng cách là cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh, để lại những cái comment nhận xét bình luận ở bên dưới, hoặc có thể bấm tham gia hội viên của kênh để được chia sẻ những cái video độc quyền ha. Và anh em đừng quên địa chỉ mua ví lạnh chính hãng tại Việt Nam, tại địa chỉ blog của mình là livevietnam.com/ví-lạnh, và coupon 100k từ shop ví tiền Bitcoin độc quyền dành riêng cho cộng đồng Live Việt Nam Trading. Cảm ơn anh em và hẹn anh em ở những video sau.